mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là hai chiếc điện thoại cực kỳ hấp dẫn ở trong cái phân khúc giá từ 11 đến 12 triệu đồng trừ đi hết quà tại Hoàng Á Mobile. Ở bên tay trái của mình đó chính là chiếc Oppo Reno, còn ở bên tay phải của mình đó chính là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A80. Hôm nay thì mình sẽ so sánh chi tiết hai sản phẩm này với nhau để xem là cái sản phẩm nào nó sẽ đáng mua hơn nhé. Thực sự là hai sản phẩm này đang có quá nhiều bạn hỏi xem là sản phẩm nào sẽ đáng mua hơn. Đó, đầu tiên là trước khi so sánh về mặt thiết kế, màn hình hiệu năng, camera, thời lượng pin, vân tay rồi các yếu tố khác giữa hai sản phẩm này thì chúng ta phải để ý đến cái hộp cái đã và cái phụ kiện. Vì rõ ràng là cái hộp sẽ là cái mà đập vào mắt chúng ta đầu tiên. Đấy, khi mua hàng mà thì mình nói luôn đấy là hộp của Oppo Reno sang trọng hơn rất nhiều so với cả hộp của Galaxy A80. Chúng ta có thể nhìn thấy khá là rõ ràng luôn. Đấy, và cái hộp của Oppo Reno này ở bên trong nữa nó cũng đóng gói cái kiểu là mình cảm thấy là nó sang hơn và nó ngăn nắp hơn là so với cả cái cách đóng gói của Samsung ấy. Đây, các bạn nhìn này. À, các bạn thấy không? Rất là chỉn chu luôn. Còn đối với cả Samsung này thì cái cách đóng gói mình cảm thấy nó rất là bình thường. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi so sánh đến cái phụ kiện của hai cái sản phẩm này. Bởi vì mình nghĩ là cái phụ kiện cũng là cái mình sẽ quan tâm tới. Thứ nhất là về sạc. Thì sạc của Galaxy A80 sẽ nhanh hơn. Sạc của Galaxy A80 là sạc 25W, còn sạc của Oppo Reno sẽ là sạc VOC3 đúng không? Sạc 20W. Vậy là Galaxy A80 đã có một điểm lợi thế rồi. Tuy nhiên, cái đầu ra của Galaxy A80 này nó là USB Type-C, nghĩa là chúng ta sẽ chỉ sử dụng được cổng USB Type-C to Type-C mà thôi. Đấy, thì nó sẽ hơi bất tiện hơn. Còn cái sạc của Oppo Reno thì nó chỉ là USB Type-C một đầu thôi. Đấy cũng là cái điểm mà chúng ta cần phải để ý đến. Rồi, tiếp theo nữa nào. Chúng ta sẽ so sánh về cái cáp thì đều như nhau thôi nhé. Rồi chúng ta sẽ so sánh về cái tai nghe. Cái tai nghe của Oppo Reno thì nó là jack cắm tai nghe 3.5mm. Bởi vì sản phẩm này vẫn giữ được jack cắm tai nghe. Đấy, không nói về chất lượng, nói về cái jack cắm cái đã. À, về nó đúng rồi. Đấy, còn cái tai nghe của cái Galaxy A80 thì nó là cái tai nghe qua cổng USB Type-C. Đấy, vậy thì nói như nào nhỉ? Nếu mà chúng ta muốn cho bạn bè thì chúng ta có thể cho cái jack cắm tai nghe được, chứ cho bạn bè mà cho cái Type-C này thì rất khó, bởi vì chất lượng âm thanh của hai tai nghe này rất bình thường. Đấy, còn cái tai nghe của Oppo Reno thì nó là cái tai nghe nó rất là giống với cái tai nghe của Apple. Đấy, còn cái tai nghe của Samsung thì Samsung thì không lẫn vào đâu được. Đấy, đây là những cái đi kèm theo cái phụ kiện cũng như là cái đánh giá về hộp cái nào nó sang trọng hơn của mình. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về với thiết kế của hai cái sản phẩm này nhé. Đây, các bạn nhìn này, khi mà mình cầm hai cái sản phẩm này ở trên tay thì thực sự là mình cảm thấy cái Galaxy A80 này nó quá nặng luôn. 220g so với cả 185g của Oppo Reno. Các bạn thấy hai sản phẩm này thì đều có viên pin là khoảng hơn 3.700, như Oppo Reno là 3.700 bao nhiêu ấy. Còn con này thì là 3.700 tròn. Đấy, đều có pin là 3.700, nhưng Oppo Reno cầm quá gọn gàng luôn, còn Galaxy A80 thì cầm cực nặng. Đấy, cũng là cái điểm chúng ta cần phải đi đến. À, nhưng mà vừa nãy nói về cái ốp lưng ở bên trong, quên mất chưa nói. Phụ kiện quên mất chưa nói ốp lưng. Thì ốp lưng của Galaxy A80 là một cái ốp lưng cao cấp hơn so với cả cái ốp lưng dạng dẻo như thế này của Oppo Reno. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về mặt thiết kế chung nữa đi. Thì khi các bạn cầm Oppo Reno lên thì mình cảm thấy là cầm cái giỏ này lên nó nhỏ gọn, nó thanh mảnh và cảm thấy là nó sang hơn là Galaxy A80. Mặc dù Galaxy A80 cũng là một cái sản phẩm có một thiết kế cũng khá ổn đấy. Galaxy A80 thì nó bị một cái là cái cụm camera phía sau này nhìn nó to quá, mà nhìn nó hơi thô. Đấy, còn Oppo Reno này thì các bạn nhìn này, rất là tinh tế trên những cái đường như thế này, đường thẳng như này. Đấy, nhưng mà cái mặt trước nhá, thì mình có một cái cảm giác thôi, đó là mình thích cái mặt trước của cái sản phẩm Galaxy A80 hơn. Đấy, không biết là có phải là vì do cái tỷ lệ màn hình dài 20:9 của nó hay không. Đấy, các bạn nhìn này, cái mặt trước của cả hai sản phẩm này đều rất đẹp, và viền của hai sản phẩm này thì cũng đều cực mỏng luôn, mỏng như nhau luôn. Chỉ có cái là sản phẩm nào màn hình to hơn, sản phẩm nào màn hình bé hơn mà thôi. Đấy, nhưng mà nói chung là về mặt thiết kế tổng quan chung ý, thì mình nói thật luôn là mình thích thiết kế của Oppo Reno hơn. Đó còn chưa kể chất liệu nhá, mình sẽ nói luôn Oppo Reno chất liệu phía sau là gì? Kính cường lực Gorilla Glass 6. Đó. Còn lại thì Galaxy A80 kính cường lực Gorilla Glass 3 cả trước lẫn sau. Con này thì cả kính cường lực 6 cả trước cũng như kính cường lực 6 ở phía sau. Và ở trên Oppo Reno ấy thì cái mặt lưng ở phía sau này nó bằng kính, nhưng mà nó là dạng kính nhám, nên là nó sẽ để lại ít mồ hôi ở dấu tay hơn là Galaxy A80. Đây cũng là điểm chúng ta cần phải đi đến. Nói chung là về mặt thiết kế thì mình đánh giá là Oppo Reno sẽ ngon hơn cả về mặt thiết kế lẫn chất liệu. Đấy,
mức độ hoàn thiện thì Oppo Reno cũng đã là khá tốt rồi đấy nha, chứ không phải là mức độ hoàn thiện vớ vẩn đâu. Tốt hơn nhiều so với các cái sản phẩm Xiaomi về mức độ hoàn thiện. Bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh tiếp về màn hình của hai dòng này đi. Về màn hình thì mình thấy là bạn thích màn hình nào thì bạn lựa chọn màn hình đó thôi. Hai dòng này đều sử dụng màn hình Super AMOLED cả và màn hình đều đẹp nhau. Quan trọng là chúng ta thích màn hình bé hay là màn hình lớn. Đấy, con Oppo Reno thì là 6,4 inch, còn con Galaxy A80 thì nó là 6,7 inch. Đấy, tuy nhiên là cái Galaxy A80 thì nó bị một vấn đề, đó là khi mà chúng ta xem YouTube mình bật YouTube lên nào. Khi chúng ta xem YouTube thì cái màn hình tỷ lệ là 20 chia cho 9 nó sẽ bị những giải đen rất là dày luôn. Còn trên Oppo Reno thì nó ít hơn. Đấy, bởi vì tỷ lệ màn hình nó không phải là 20 chia 9, mình không là 19,5 hay là 19 bao nhiêu chia 9 đấy. Đúng rồi, nó là 19,5 chia 9 đấy. Và cái màn hình của nó thì bé hơn và nó cũng không dài như là Galaxy A80, nên thành ra những cái giải đen ở trên Oppo Reno thì nó sẽ ít hơn. Đấy, hai dòng này thì đều có viền màn hình rất là ngon, đều không bị khuyết tật cái gì cả. Nên là về mặt màn hình thì bạn thích sản phẩm nào thì bạn lựa chọn sản phẩm đó thôi. Và tiện thể cũng nói về màn hình thì cái dòng này đều có cảm biến vân tay một chạm bên trong màn hình như này. Và cái tốc độ mở khóa cảm biến vân tay thì mình thấy là nó cũng xem như nhau. Đấy, tuy nhiên là Oppo Reno có nhận diện khuôn mặt. Đây, các bạn nhìn này. Có nhận diện khuôn mặt qua cái camera thò thụt V cá mập như này. Còn Galaxy A80 không có nhận diện khuôn mặt. Các bạn chú ý điểm đó nhé. Có thể là do nếu mà chúng ta sử dụng nhận diện khuôn mặt thì cái camera nó sẽ thò lên xong nó xoay ra thì nó mất thời gian để mở khóa khuôn mặt, với cả nó Samsung có thể sợ nó nhanh bị hỏng chẳng hạn thì họ không trang bị vào. Đấy, nhưng mà đối với ở Oppo Reno thì chúng ta có cái điều này. Đấy, mỗi lần chúng ta giơ lên chúng ta mở khóa thì người ta nhìn vào người ta sẽ thấy nó gọi là hiện đại hơn. Về phần hiệu năng thì sao? Về hiệu năng thì có những điểm rất buồn cười của Oppo Reno, nhưng mà cái điểm này thì lại rất ngon ở trên Galaxy A80. Thứ nhất đó là về con chip, thì Galaxy A80 có con chip Snapdragon 730 sẽ ngon hơn hẳn so với cả con chip Snapdragon 710 của Oppo Reno. Điểm số cho ra là các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ ràng luôn. Một bên là 206.000 điểm, còn một bên chỉ có 166.000 điểm mà thôi. Đấy, GPU thì một bên 63.000, còn một bên là 48.000, là các bạn có thể thấy được là cái hiệu năng của Galaxy A80 vượt trội rồi. Đó còn chưa kể là RAM của Galaxy A80 là 8GB, còn RAM của Oppo Reno lại chỉ là 6GB mà thôi. Nhưng Oppo Reno lại rất buồn cười ở cái chỗ là nó lại có bộ nhớ trong là 256GB. Tại sao Oppo lại hào phóng tăng cái bộ nhớ mà lại không hào phóng tăng lên con chip nhỉ? Kể mà họ thì thôi cứ giữ nguyên RAM cũng được, thua cho vẻ Galaxy 80 cũng được. Họ cắt đi 128GB bộ nhớ trong để họ đưa cái sản phẩm này lên con chip Snapdragon 730 có phải là ngon hay không, thì mình đảm bảo luôn con này sẽ bán rất chạy. Nhưng chính vì nó chạy con chip 710 nên là nó thua hẳn về mặt hiệu năng so với cả Galaxy A80. Đây sẽ là cái điểm mà rất nhiều bạn sẽ quan tâm tới này. Đó. Vậy nên là bộ nhớ trong cao sẽ giúp cho các bạn lưu trữ các thứ quá là thoải mái. Nhưng mà cần gì phải cao đến 256GB? Cái chỗ thừa thì không thừa, mà chỗ thiếu thì ông Oppo lại thiếu. Đấy. Mặc dù là chip 710 là cũng là đối với mình là cũng đã sử dụng đủ rồi đấy, nhưng mà hiệu năng thì chắc chắn Galaxy A80 sẽ ngon hơn. Con này chỉ được hơn mỗi bộ nhớ trong thôi. Rồi về mặt camera thì sao? Camera thì mình đánh giá là như này. Cái camera sau của Galaxy A80 nhỉnh hơn là Oppo Reno. Đó là còn chưa kể là các camera sau của Galaxy A80 lại còn có cả góc rộng nữa, còn Galaxy A80 còn Oppo Reno thì không có camera góc rộng. Đấy, thêm nữa, đấy là về camera trước thì đúng là camera trước của Oppo Reno đẹp, ảo diệu. Nhưng nó, các bạn nhìn này, nó không thể đẹp bằng cái camera trước mà nó đã biến đổi sang camera sau giống như là trên Galaxy A80 được. Đấy, đây là cái camera mà đẹp nhất thế giới bây giờ, vì nó dùng camera sau làm camera trước luôn. Nó có camera góc siêu rộng ở phía sau luôn. Đấy, một cái camera góc thường này và một cái camera zoom lên nữa này, các bạn thấy không? Rất nhiều cái luôn. Đấy. Và mình đánh giá rằng là camera của Galaxy A80 sẽ tốt hơn hẳn luôn. Đấy, về thời lượng sử dụng pin thì sao? Oppo Reno hai dòng này thì có pin cũng khá là xem với nhau thôi. Về dung lượng đấy, nhưng mà Oppo Reno thì màn hình bé hơn nên là pin nó sẽ trâu hơn một tí đi, không đáng kể. Sạc nhanh thì cái con Galaxy A80 này sẽ lợi thế hơn. Đấy, nếu Oppo Reno mình phải sạc trong khoảng 1 tiếng rưỡi thì cái Galaxy A80 này mình chỉ sạc trong khoảng 1 tiếng 10 phút là đã đầy rồi. Vậy là pin không cho bằng nhưng mà được cái lại sạc lại nhanh hơn. Đấy, các bạn sẽ thích cái nào hơn? Đấy. Về các yếu tố khác thì nghe nhạc giải trí hai trò này xem như nhau. Nhưng về thương hiệu thì Galaxy A80 mình thấy ra là Samsung vẫn là một thương hiệu nào đó tốt hơn và được thiện cảm hơn so với cả thương hiệu Oppo. Còn về cảm biến vân tay thì mình cũng đã nói đấy, cũng na ná xem tựa tựa với nhau thôi. Đó. Còn các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Đúng là với cá nhân mình thì có rất nhiều những cái thứ khó khăn để lựa chọn giữa hai sản phẩm này. Tuy nhiên là đối với cả mình chẳng hạn, thì nếu hai sản phẩm này bằng giá nhau
thì rõ ràng là Galaxy A80 với camera hơn, với hiệu năng hơn và với thương hiệu hơn sẽ là những cái lợi điểm lợi thế rồi. Còn Oppo Reno thì sẽ hơn ở cái thiết kế, cái chất liệu là kính cường lực nó sẽ tốt hơn, rồi là cái pin của nó thì gọi là trâu hơn một tí, thì cũng là cái điểm mà cho chúng ta cân nhắc, đặc biệt là phần thiết kế nó mỏng nhẹ như này đấy. Thì các bạn sẽ lựa chọn giỏ nào trong hai giỏ này? Còn nếu mà hai giỏ này bằng giá nhau, mình sẽ lựa chọn Galaxy A80. Nhưng hiện tại giá của Galaxy A80 vẫn đắt hơn Oppo Reno đến tiền triệu, thì cũng là một cái để cho chúng ta phải cân nhắc đấy. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.